chào mọi người. Bây giờ Lộc giới thiệu cho mọi người cái chiếc T1 Demo của công ty. Xe là biển số Sài Gòn nha mọi người, 51H và đăng ký tháng 7 năm 2020. Xe sản xuất năm 2019. Xe này là phiên bản T1 Luxury Top Line. Nó sẽ có đồng hồ digital cấp big và hỗ trợ đỗ xe. Camera lùi thì theo hãng và sẽ có rửa camera lùi nha mọi người. Đó, mọi người nhìn chiếc xe và Lộc quay chi tiết cho mọi người xem từ trong ra ngoài nha. T1 Luxury Top Line màu trắng, đăng ký lần đầu tháng 7 năm 2020. Rồi, Lộc quay cho mọi người xem nhé. Xem bên trong, cái này thì nó có chìa khóa thông minh ở đây, nó có sensor ngay chỗ cái tay nắm cửa. Trước tiên chúng ta sẽ thấy là ghế chỉnh điện và nhớ vị trí ghế. Đây là đồng hồ digital cockpit đây và số km 6383 km. Xe mình vừa mới đi thôi, đăng ký tháng 7 năm 2020 mà mọi người, cho nên là xe mà trong tầm 10.000 km đổ lại thì đang còn rất là mới. Mọi người nhìn bên trong nhé. Ở đây là hệ thống chiếu sáng auto hết nha mọi người, đèn sương mù trước sau, đèn sơ mi bên trong nè. Chúng ta quay kỹ bên trong để thấy là xe vẫn còn rất là mới, đã có hơn 6.000 km thì mới mà mọi người, xe như mới vậy thôi. Vô lăng nè, tôi quay kỹ cái vô lăng cho mọi người thấy là hầu như đang còn rất là mới, thấy không ạ? Đồng hồ digital cockpit 13 in đây. Và số km là hơn 6.000 km thôi. Đó. Ở đây nó có thể hiện mấy cái giao diện này. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình. Xe này chủ yếu đi ở trong thành phố. Thì với lại chiếc xe thì nhiều nhân viên đi, cho nên là nó không được đều và nó đang để là 12.9 lít trên 100 km. Rồi, màn hình bên này đang còn rất mới nha mọi người. Lộc quay chi tiết trên dưới cho mọi người xem. Hộp số DSG 7 cấp và 4 chế độ lái. Mọi người quan sát và chiếc xe này còn bảo hành hãng 2 năm nữa, hơn 2 năm nữa nha. Tại vì đăng ký tháng 7 mà xe mình được bảo hành 3 năm thì chiếc xe này sẽ còn được bảo hành hơn 2 năm nữa. Mua chiếc xe này thì nó sẽ được lợi tiền thuế và một phần tiền giảm giá. Chỉ đồ các thứ cho mọi người. Keo chỉ đó. Xe này thì hãng mình sẽ cam kết là không đâm đụng ngập nước nha. Đó, Lộc quay chi tiết cho mọi người. Nguyên này mọi người. Rất là đều đặn và còn nguyên nha. Nội thất phía sau nè, ghế vẫn đang còn rất là mới.
cảm biến hỗ trợ đỗ xe nữa nè. Nó sẽ có 12 cảm biến xung quanh xe cho nên rất là an toàn. Đó, chi tiết, rất là chi tiết. Những cái rong chỉ là cho mọi người để thấy cái sự mới của chiếc xe. 6.000 cây thì rất là còn mới. Nó hơi chóa đúng không mọi người? Tiếng đóng cửa rất là chắc. Rất là chắc chắn nha mọi người. Vâng, thì Lộc giới thiệu đến mọi người cái chiếc xe T1 Luxury Top Line cho mọi người, để mọi người có thể chọn lựa thêm một option trong việc mua chiếc xe của mình nhé. Quay lại cho mọi người xem.